18.3.2 quy tắc giải tích. Bây giờ chúng ta học cách để tính đạo hàm của hàm cụ thể. Dạy giải tích một cách chính quy sẽ phải chứng minh tất cả mọi thứ từ đề căn bản nhất. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không làm như vậy mà sẽ cung cấp các quy tắc đạo hàm phổ biến. Tất nhiên rồi, đạo hàm hồi 12 học mãi, học đi học lại. Nào, đạo hàm số bằng 0 tuyến tính thì x giảm đi một trong hàng A rồi, mũ n đây là hàm hữu thừa, cơ số tự nhiên ta có e mũ x bằng em x này giữ nguyên, đạo logit thì bằng là 1 x. Các quy tắc tính đạo hàm, nếu mỗi đạo hàm cần được tính cách riêng biệt và lưu vào một bảng giải tích kia phân thì gần như bất khả thi. Toán học đã mang lại một món quà giúp tổng quát hóa đạo hàm ở phần trên và giúp tính đạo hàm hơn như đạo hàm của như này, hàm loga bên trong như này, hàm hợp. Như đề cập ở trong mục 2.4, chìa khóa thực hiện việc này là hệ thống hóa về tính đạo hàm cho các hàng kết hợp theo nhóm cách tổng, theo cách tách là tổng tích và hợp. Tổng thì sao? Là như này. Tổng tách thì cũng như bình thường. Tích thì cũng tách là bình thường. Tích là hình DSX đây. Rồi, tách bình thường. GX nhân với H đạo X. Đạo hàm của GX nhân với X. Rồi. Các dây chuyền thì sẽ là gì? Đạo hàm của G bên trong là H sẽ bằng là đạo hàm của HX nhân đạo hàm khi đấy biết sai đạo hàm của G theo HX nhân đạo hàm của HX H theo X. Cuối cùng chúng ta có thể sử dụng như này f cực này tổng bằng là gần bằng là gx cộng với epsilon, thằng này nó tách ra này bằng tách ra x tách ra này ra thì thằng này bằng fx cộng với epsilon nhân đạo hàm của x này. Đồng nhất hệ số với fx cộng fx cộng epsilon thì bằng fx sẽ bằng là epsilon nhân đạo hàm của fx. Ta có là dfx bằng thế này bằng dgx cộng e. Rồi, một cách trực quan ta như sau, khi thay đổi đầu vào của x, g và h cùng sự đóng góp thay đổi với đạo hàm của x và đạo hàm của h theo x ở đầu ra. Đối với quy tắc tính phức tạp hơn một chút, đích là hơn và đòi hỏi quan sát mới khi xử lý các biểu thức này. Đầu sau, x này nhân này. Thằng này sẽ là bằng thằng này tách ra này, nhân nhau. Quy tắc nhân thôi. Thằng này. Epsilon nhân với từng thằng một đây. Thằng này vuông. Bằng fx đây, fx giữ nguyên. Gx bên trong. Giữ nguyên. Thằng này epsilon của thằng dx. Giữ nguyên. Việc này giống như trước đây. Và chính xác kết quả của chúng ta là dfx thằng này là số hạng được nhân với epsilon. Chứ vấn đề là ở số hạng nhân epsilon bị e bình phương này. Chúng ta sẽ gọi số hạng này là số hạng bậc cao bởi số mũ của epsilon bình phương cao hơn số mũ của epsilon mũ 1. Về sau ta thấy rằng thi thoảng ta muốn giữ số hạng này. Tuy nhiên có thể thấy rằng nếu epsilon bằng như này thì epsilon bình phương như này là số nhỏ rất nhiều. Khi epsilon tiến về không ta phải bỏ qua các số hạng ở bậc cao. Ta sẽ quy ước sử dụng dấu gần bằng để ký hiệu rằng tổng hai số hạng bằng nhau với sai số là các thành phần bậc cao. Nếu quyển chính quy hơn thì chỉ như sau. Thế thấy lỗi. Để sau là khai triển tay lỗi của nó đấy. Đây đúng rồi, thằng này và thằng này cộng là epsilon này. Bỏ qua thằng đó, bỏ qua thằng và rằng khi f cho đến 0 số bên phải cũng để 0. Cuối cùng, có thể chuyển ta vẫn tiếp tục phát triển của trên, thấy rằng sao? Này bằng đạo hàm là hàm này.
cân bằng đúng không? Cân bằng epsilon của cân bằng hệ. Chú ý thứ hai, ta thêm với số hx là của y là một dịch của lượng rất nhỏ epsilon dhx dh theo x. Các quy tắc này cung cấp cho ta một tập hợp các công cụ linh hoạt để tính toán đạo hàm của hầu như bất kỳ quy tắc nào ta muốn. Chẳng hạn ví dụ này có là đạo hàm bằng này bằng một một cộng với hàng này nhân ở ngoài chữ trừ một, chữ một à đúng rồi, đạo hàm á, đạo hàm này nhân với đạo hàm của thằng bên trong này theo x, đạo hàm của một 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 đúng không, một một mười đúng rồi, hay là những nguyên thằng mười này đúng rồi, chính xác. Mỗi dòng của f khác nhau nó thì chuyển và có đạo hàm logarit, hàm hai là tính đạo hàm của tổng, hàm ba đạo hàm của bảng số quy tắc di truyền, hàm nhĩ thừa đạo hàm độc tổng. Từ ví dụ trên ta có thể dễ dàng rút ra hai điều. Nhất, chúng ta có thể đạo hàm của bất kỳ hàm số nào mà có thể được diễn tả bằng tổng tích hằng số lũy thừa hàm mũ hàm logarit bằng cách sử dụng quy tắc trên một cách máy móc. Quy tắc quá trình dùng quy tắc này để đạo hàm bằng tay có thể rất tẻ nhạt và dễ mắc lỗi. Rất may hai điều này gộp chung lại gợi chúng ta một phát triển, đấy chính là cơ hội lý tưởng để tự động hóa bằng máy tính. Thật vậy, kỹ thuật lan truyền ngược mà chúng ta sẽ gặp ở mục sau là một cách hiện thực hóa ý tưởng này, lan truyền ngược. Mình chờ này lắm vậy, phải học cái này mới làm được đấy thằng neuron.